Kim Thảo xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, ngắm cảnh đẹp, thưởng thức các món ăn ngon, đó là những điều mà ai cũng đều muốn trải qua trong mỗi chuyến du lịch của mình. Với một nền ẩm thực đa dạng, pha trộn nhiều phong cách vùng miền khác nhau, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hội đủ những điều kiện để tạo nên một thương hiệu ẩm thực của riêng mình. Và để thương hiệu ẩm thực đó có thể lan tỏa đủ sức níu chân du khách mỗi khi đến đây là điều mà những người làm du lịch của thành phố đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua. Và đó cũng là điều mà chúng tôi muốn trao đổi với những vị khách mời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Phát triển thương hiệu ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh. Kim Thảo xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Khánh, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào bà ạ. Xin được trân trọng giới thiệu chị Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng thực phẩm công ty Nestle Việt Nam, nhà tài trợ lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực Việt. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ, chắc có lẽ là đầu tiên chương trình thì Kim Thảo cũng xin được phép là trao đổi với lại bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trước ạ. Dạ thưa bà, là những năm qua thì Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta tổ chức rất là nhiều sự kiện về vinh danh ẩm thực Việt, đặc biệt là những món ăn tại thành phố cũng như là các vùng tỉnh lân cận. Thì bà đánh giá về hiệu quả của sự kiện này trong cái việc quảng bá thương hiệu ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh này như thế nào ạ? Cảm ơn Kim Thảo. Phải nói là ẩm thực thành phố với lợi thế là nơi hội tụ của ẩm thực tất cả vùng miền trên cả nước, thì từ đó đó Thành phố Hồ Chí Minh liên tục có những sự kiện ẩm thực mang tính chất chuyên đề và rất là thành công. Thành công nó thể hiện rất là rõ, thứ nhất là những người tham gia đồng hành với lễ hội, với sự kiện. Một cái điều nữa là công chúng đến với lễ hội. Phải nói rằng khi mà mình tổ chức một cái lễ hội ẩm thực mà đáp ứng được sự quan tâm của công chúng thì phải nói rằng cái thành quả thành công ngoài sự mong đợi. Cụ thể là cái lễ hội bánh mì vừa rồi thì chúng ta dự kiến là 50.000 khách đến thôi, nhưng mà hơn mấy trăm ngàn khách đến. Thì điều đó là điều mà chúng tôi thấy rằng rất là khích lệ cho những người làm ngành ẩm thực. Và chúng tôi nghĩ rằng là từ đó chúng ta phải phát huy như thế nào để vừa đáp ứng được yêu cầu của khách trong nước, vừa thu hút được khách quốc tế. Mỗi một sự kiện ẩm thực thì chúng tôi đều thấy được khách quốc tế đến và họ cảm nhận, họ rất là hưởng ứng, họ rất là ca ngợi cái ẩm thực của Việt Nam. Thì đó là những cái thành công bước đầu mà chúng tôi thấy được, thì đó là cũng góp phần cho quảng bá ẩm thực Việt Nam. Dạ thưa bà, vậy thì khi mà chúng ta nhắc đến ẩm thực thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến người đầu bếp linh hồn giữ món ăn của mình. Và được biết là chi hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn đã thành lập được rất là lâu và hội cũng rất là đông. Vậy thì chi hội đã có những cái hoạt động gì để quảng bá cho cái nền ẩm thực Việt ạ? Chi hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn thì được thành lập từ năm 2007 và nó là một cái tổ chức được tham gia hội đầu bếp thế giới. Thì phải nói rằng cái hoạt động của chi hội đầu bếp trong thời gian qua rất là nhiều hoạt động. Tất cả các sự kiện ẩm thực của thành phố, của Việt Nam đều có cái sự hiện diện của đóng góp của hội đầu bếp. Rồi đi thi ẩm thực quốc tế cũng được giải, rồi giao lưu quốc tế, coi như là rất là nhiều cái hoạt động làm cho cái ẩm thực của Việt Nam nó tạo ra cái uy tín. Đó là những cái điều mà công lao đóng góp của hội đầu bếp rất là nhiều. Dạ, dạ cảm ơn bà. Dạ thưa chị, thì được biết là Maggi là một trong những nhà tài trợ mà đồng hành với lại Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều trong thời gian vừa qua, cũng như là lễ hội bánh mì lần 1 thì đơn vị của chúng ta cũng là một nhà tài trợ đồng hành, và sắp tới là lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực Việt. Vì thì không biết là với cái sự hợp tác này thì chúng ta có những cái mục tiêu gì đề ra ạ? Thì việc đầu tiên á, Việt Nam mình là một nước có cái nền văn hóa, nền ẩm thực rất là đa dạng, và đằng sau mỗi cái món ăn nó có một cái câu chuyện rất là đặc sắc, rất là phong phú. Thì là một thương hiệu thực phẩm, chúng tôi cảm thấy rằng cái sứ mệnh của mình không chỉ làm sao là cung cấp ra những cái sản phẩm ngon dinh dưỡng, mà làm sao phải đem cái nền ẩm thực của mình đến tới cả những du khách trong nước và ngoài nước. Thì chính vì vậy là công ty Nestle Việt Nam, nhãn hàng Maggi và Hiệp hội Đồ Bếp có cùng một cái sứ mệnh đó. Chính vì vậy chúng tôi có thể đi lâu dài với nhau. Thì tôi hy vọng
vọng rằng là qua cái lễ hội ẩm thực này với cái chủ đề là biến tấu vạn nguyên liệu nấu triệu món Việt thì sẽ giúp cho toàn bộ người dân cả nước của mình biết rõ hơn sự phong phú đa dạng của ẩm thực Việt Nam và giúp cho bản đồ ẩm thực Việt Nam sẽ được vang danh hơn nữa trên toàn thế giới. Thì tôi cũng có cái dịp là đi cũng khá là nhiều nước, nhưng thực sự đi đâu cũng nhớ về món ăn ẩm thực Việt Nam, và tại sao chúng ta không mang những niềm tự hào đó đến cho nhiều người dân hơn ở trong và ngoài nước. Đó là mục tiêu. Thực sự là Kim Thảo thấy là món ăn Việt Nam của chúng ta là quá là gọi là đa dạng màu sắc và có rất là nhiều vị, và đến tận bây giờ chúng ta cũng không thể nào mà tìm hiểu hết tất cả những món ăn Việt trải dài từ Bắc tới Nam. Dạ thứ ba thì được biết là cái lễ hội lần này là lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực Việt sẽ được Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức với cái mong muốn là vinh danh cái nghề đầu bếp. Vì thì với sự kiện này diễn ra thì bà gọi là bà cảm thấy là sự kiện này có những cái điểm nào độc đáo nhất và bà đang kỳ vọng những điều gì tại sự kiện này ạ? Hàng năm chúng tôi đều có tổ chức vinh danh, nhưng mà lần này đó thì phải nói rằng càng ngày thành tích của các bạn ghi dấu càng rất là đậm nét. Chính vì vậy mà Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhãn hàng Marie tổ chức cái sự kiện này. Thì trong cái sự kiện ngoài cái vinh danh đó, thì đầu bếp cũng là một dịp để cho hàng trăm đầu bếp trổ tài để xác định là một cái bản đồ ẩm thực Việt Nam, trong đó là 126 món ăn, mỗi một tỉnh thành là 2 món thì 63 tỉnh thành là 126 món ăn. Thì chúng tôi sẽ trình với trình làng, nghĩa là công chúng đến để thưởng lãm cái bản đồ ẩm thực, có đầu hàng trăm đầu bếp xác lập kỷ lục luôn đó, thì phá kỷ lục chính mình. Năm 2019 thì chúng tôi xác lập kỷ lục là 63 món ăn trên bản đồ ẩm thực Việt Nam, lần này 126 món ăn nữa thì tổng cộng là ra 189 món trên bản đồ ẩm thực. Thì đó là những cái điểm nhấn cho lễ hội. Dạ, thưa chị, trong lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực Việt sắp tới đây, như bà Nguyễn Thị Khánh chia sẻ thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện diễn ra, đó là sự kiện xác lập bản đồ ẩm thực Việt với những cái phong vị đặc sắc để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khi mà đến đây. Vì thì không biết là với đơn vị là một cái nhà tài trợ chính trong chương trình này thì chị có những cái cảm nhận như thế nào về lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực Việt ạ? Cảm ơn Thảo. Với cương vị là giám đốc ngành hàng thực phẩm của công ty Nestle Việt Nam, việc đầu tiên cá nhân tôi và công ty chúng tôi đầu tiên là chúng tôi cảm thấy tự hào. Tự hào vì mình đã góp một phần công sức, tuy nhỏ bé thôi, nhưng mà cũng giúp cho cái nền ẩm thực Việt Nam của mình được rạng danh đối với cả công chúng trong toàn cả nước mình và trên toàn thế giới. Thì trong khuôn khổ của cái lễ hội ẩm thực sắp tới, với cái đề án gọi là biến tấu vạn nguyên liệu nấu triệu món Việt, việc đó chúng tôi cảm thấy là một cái dấu ấn cực kỳ quan trọng đối với nền ẩm thực Việt Nam. Không biết là Kim Thảo có biết không, Việt Nam mình có rất nhiều là kỷ lục. Kỷ lục đầu tiên đó là Việt Nam mình có những cái món ăn được làm từ các loài hoa nhiều nhất trên thế giới. Kỷ lục thứ hai là Việt Nam mình có những cái món ăn chế biến từ bún nhiều nhất trên thế giới. Không phải người Việt Nam nào cũng biết đâu. Khi qua cái bản đồ này mọi người sẽ bắt đầu biết đến. Hơn nữa trong khuôn khổ này mình có một cái bản đồ nữa là bản đồ ẩm thực trực tuyến được kết hợp bởi công ty Nestle Việt Nam, nhãn hàng Maggi và Cục Du lịch Việt Nam. Thì chúng tôi kỳ vọng vào thời điểm mà diễn ra lễ hội thì chúng ta sẽ có khoảng 10.000 món ăn được người dân địa phương ở 63 tỉnh thành, với những cái câu chuyện ẩm thực đằng sau gây dựng nên bản đồ trực tuyến này. Thì ví dụ, hy vọng rằng Kim Thảo sẽ có dịp đi đến tỉnh Cao Bằng. Và trước khi đến Cao Bằng thì Kim Thảo nhớ lên bản đồ ẩm thực trực tuyến, mình chọn cái tỉnh Cao Bằng đó, mình sẽ coi là người dân Cao Bằng mời Kim Thảo những món ăn gì và câu chuyện đằng sau những cái món ăn đó là gì. Thì bản đồ ẩm thực này đó là một kế hoạch lâu dài, và chúng tôi mong rằng á, những bản đồ này sẽ được đông đảo người dân trong nước Việt Nam mình và cả trên toàn thế giới, khi người ta đến Việt Nam, người ta sẽ tìm hiểu về văn hóa ẩm thực, từ đó phát triển ngành du lịch của Việt Nam mình ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Bởi Việt Nam mình có nhiều điểm hay lắm, nhưng mà chưa được nhiều người biết đến. Dạ. Dạ thưa bà, thì một câu hỏi cuối dành cho bà Khánh. Thì theo bà, trong thời gian sắp tới chúng ta phải cần làm gì để quảng bá được cái thương hiệu ẩm thực Việt mạnh mẽ, nhằm tạo một điểm nhấn cho các du khách khi mà đến với Việt Nam, cũng như là cái cách làm mà các nước lân cận của chúng ta hay làm ạ? Thì phải nói rằng chính những cái việc làm như là tổ chức các cái sự kiện, các cái lễ hội ẩm thực đó, thì đó cũng là góp phần để quảng bá ẩm thực. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng luôn xác định là cái hoạt động của ẩm thực này phải gắn với phục vụ cho khách du lịch. Chính vì vậy mà
gần như là ẩm thực thì chúng tôi sẽ nhắm vô những cái chuyên đề, tổ chức những chuyên đề giống như lễ hội bánh mì chẳng hạn. Thì những cái chuyên đề này sẽ được tổ chức cố định luôn hàng năm. Thì từ đó đó các công ty lữ hành mới thấy rằng đây là một cái sản phẩm du lịch mà chúng tôi sẽ đưa vô chương trình tour để chào với đối tác, để khi khách du lịch quốc tế người ta biết đến Việt Nam thời điểm đó chúng tôi sẽ được trải nghiệm cái lễ hội ẩm thực như vậy. Là cái gì, một cái việc nữa là các cái đầu bếp của chúng tôi là rất là phấn khởi, rất là hứng thú trong cái việc là đưa cái món Việt ra để đi thi quốc tế. Vừa rồi thì đi thi quốc tế gặt hái được rất là nhiều thành công, và phải nói rằng bạn bè quốc tế cũng rất là ngưỡng mộ cái món ăn của Việt Nam. Thì đó là cũng là một cái hình thức để chúng ta quảng bá. Một cái nữa là chúng tôi đang, như lúc đầu tôi nói là hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn là thành viên của duy nhất của Việt Nam tham gia hội đầu bếp, thành viên của hội đầu bếp thế giới. Thì cái việc mà giao lưu kết nối với chủ tịch các cái hội đầu bếp của các nước đó là một cái cơ hội vàng. Thì trong năm 2024 là chúng tôi sẽ đang chuẩn bị để có một cái đoàn của hội đầu bếp thế giới gồm những đầu bếp nổi tiếng thế giới, rồi chủ tịch hội đầu bếp của các địa phương, của các nước, để cùng vô, để cùng với theo lời mời của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và dưới sự chủ trì của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thì chúng tôi sẽ đưa cái đoàn này để đi trải nghiệm ẩm thực khắp tất cả các vùng miền trên cả nước từ Nam tới Bắc, và sẽ có một cái cuộc kết thúc giao lưu hợp tác ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái cơ hội để chúng tôi quảng bá ẩm thực và giao lưu quốc tế. Thì những cái yếu tố đó đó là những cái yếu tố mà chúng tôi quyết định với cái món ăn, với cái ẩm thực Việt Nam nó đậm đà bản sắc của người Việt, thì chắc chắn sẽ trong thời gian không xa thì chúng ta sẽ đứng, nếu như từng món chúng ta đã đứng top rồi, nó bây giờ là cái chung của ẩm thực Việt Nam thì chắc chắn sẽ gọi là thiên đường ẩm thực của thế giới. Dạ, cũng xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Khánh trong ngày hôm nay, và cũng xin được cảm ơn chị Mai Uyên đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn Kim Thảo. Xin chào.